Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh chị nó sẽ sử dụng chung pin này. Thứ nhất là nó sử dụng là chung pin DeWatt này, là chung pin Makita này, chung pin của Hitachi này. Đấy ạ. Đấy là những cái dòng pin của cái hàng nhái ở trên thị trường. Với cái giá hợp lý, chân pin của bu lông Ken này, bu lông của Makita này. Rồi là tất cả những cái bu lông Ken, bu lông Makita và Hitachi thì những cái pin này á là thuộc những cái dòng pin nhái, dùng những cái pin mà phổ thông chân Makita. Thì với cái hiện tại thì tất cả anh chị là hầu như là nếu như anh em thử thì ai cũng có những cái bu lông hay là máy khoan pin thì đã có những cái dòng pin này rồi á. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu chi tiết và mình sẽ có một cái như vậy là để mà giảm cái giá thành, để mà giảm cái giá mà để hỗ trợ những cái giá những cái mua những cái sản phẩm như thế này, để mà mình tiết kiệm lại cái chi phí của mình á. Thì mà anh em mình có thể là nên lựa chọn mua những cái thân body thôi. Thì mình đã có pin sẵn rồi, có sạc rồi. Thì bây giờ á, thì anh chị có thể chỉ cần mua những cái thân body này thôi là anh chị đã sử dụng được một cái máy 9000 rồi. Thì nó sẽ rất là tiết kiệm cái chi phí. Thì những cái bộ bu lông bộ thân này á, thì khi mà mọi người nhận hàng ấy thì nó sẽ có phụ kiện đi kèm như sau này. Thứ nhất là bên hãng Đét Đông ấy thì hỗ trợ một cái túi vải đựng cao cấp này. Một phiếu bảo hành Đét Đông chính hãng này, đây là cái phiếu bảo hành. Và đi kèm là một cái dây đeo này. Một cái dây đeo máy này. Và nhân vật chính của mình là một cái thân body. Đó, thì như vậy là bốn cái sản phẩm mà bốn cái mã hàng hôm nay là mình giới thiệu cho cô chú anh chị ở trên cái video này ấy, thì nó sẽ là mình sẽ là báo giá luôn. Hiện tại thì thân 2-1 này, đây quay sát lại cho anh đi. Thân 2-1 nhá. Thân 2-1 body này là mình bán giá là 999.000 này. Rồi là thân bu lông đầu đặc này, chuyên bản ốc này thì mình cũng bán giá là 999.000 này. Và cái thân chuyên vít của Đét Đông này, thân này là đều sử dụng Bluenet không sủi than và được bảo hành của hàng là 6 tháng. Thì thân này là thân chuyên vít gai thì mình cũng bán giá là 999.000. Và đặc biệt là mình bán cái thân của cái máy cắt gỗ có lưỡi là 165 đường kính, chạy Bluenet không sủi than. Đây ạ. Thì cái thân này ấy, thì nó sẽ có công suất lên đến là 5.000 vòng tua, sử dụng 5.000 vòng tua nhá. Đó thì con này ấy, thì mình bán với mức giá là nếu chắc cái thân body này không ấy là mình bán là giá là 1.250.000. Thì con này ấy, thì nó để sử dụng là mình có thể là cơ nghiêng 25 độ, 45 độ này, tùy theo mình chỉnh này. Đó, và cơ thẳng này. Đây ạ. Đó thì sử dụng chung pin ha. Tất cả đều là sử dụng chung pin nhái của sử dụng chung pin của Makita. Đó là những cái chân pin phổ thông của bên hàng của Đét Đông ấy. Thì hôm nay sẽ bán những cái chương trình như là bán cái thân không thôi. Thì để anh mình giảm những cái chi phí cao so với mua một cái bộ chính hãng. Thì mình sẽ test thử này. Đây là bu lông Ken này. Pin của thằng bu lông Ken này. Đó. Những cái bung lâu này mình có thể bắn ốc, bắn vít thoải mái luôn. Và bắn ốc từ 24 trở về thôi. Rồi là pin của DeWatt này. Đây là những cái pin dòng máy hàng biên, hàng nhái không chính hãng này. Rồi. Đây là chân pin phổ thông, chân pin của Makita hàng nhái này. Thì mình sẽ sử dụng cái chân pin chuyên vít này. Đây ạ. Và bên này á là một cái body của máy cắt gỗ này. Đây ạ. Các thấy ạ. Đó. Thì bốn cái mã hàng này á thì bên Đét Đông đang bán như là cho những cái chương trình bán thân máy để như vậy để cho tất cả anh chị mình là mua với cái mức giá cực kỳ tốt và cực kỳ hấp dẫn. Thì trong cái chương trình này á thì những cái thân mà bu lông này á thì mình sẽ tặng thêm một cái đầu chuyển vít này. Đấy, mình thì tặng thêm một cái đầu chuyển vít. Đây ạ, mình chuyển vít thì mình gắn vào đây. Cái này thôi. À, để mình bắn vít tôn này. Thì tất cả những cái thân này, thân hai thân body này á là mình đều tặng thêm một cái đầu chuyển vít này. Rồi. Ở đây thì mình sẽ test thử cho tất cả là như vậy là quý anh chị xem thử là cái sức mạnh của những cái máy bu lông bắn vít tôn bắn ốc này nó sẽ là khỏe như thế nào này. Thì đây là mình sẽ thử cái thân chuyên vít này.
thân chân tiết ra thì mình sẽ bắn thân chân của đế tông thì mình sẽ bắn sắt V dày khoảng 5 ly này. 5 ly nhá. Mình thử xem được sức mạnh của thằng thân chân tiết đế tông dùng trung binh hàng nhái rồi thì xem này. Quá là ngọt ngào. Tại cái búa này ấy, là nó tự động mà, búa tự động. Về đấy là cái về cái thân chuyên vít này. Về cái thân 2-1 này. Mọi người bắn tôn thoải mái, về bu lông là bắn tôn thoải mái, bu lông bắn tôn bắn vít là thoải mái luôn. À, rất là nhẹ nhàng. Bắn V dày 5 ly thôi. Thoải mái luôn ạ. Rất là ngọt. Đấy, về thân vu lông nói chung là những cái thân này á, là dùng bắn tôn bắn ốc từ 24 trở về là quá ok ha. Thì như vậy thì nếu mà nguyên một cái bộ của thằng đét tông này á, nguyên một bộ vu lông mà đây, nguyên một bộ của nó á, là nó sẽ gồm có hai pin một sạc, nhưng mà khi mà mình mua nguyên bộ á, thì giá nó rơi vào tầm 2.500.000 rồi, thì cái mức giá nó khá là cao. Khá nhiều anh em lại không có đủ điều kiện để mua thì mình đã có pin sẵn rồi. Thì giải pháp công cụ cầm tay chuyên nghiệp của thằng đét tông đây là mọi người chỉ cần mua cái thân thôi. Đó là cái giải pháp rẻ nhất cho tất cả anh em thợ, là chỉ cần mua thân body thôi và dùng những cái trung pin, những cái dòng trung pin hàng Makita, hàng nhái, hàng trôi nổi trên thị trường, thì đã dùng được tất cả các cái nguyên cái thân của thằng đét tông rồi. Thì như vậy thì rất là tiện và đặc biệt là rất là tiết kiệm cái chi phí cho tất cả các em thợ. Đây là cái cắt gạch, đây là cái cắt gỗ của máy cắt gỗ lưỡi 165 đây. Rồi như vậy thì hôm nay mình làm cái video này, mình giới thiệu cho tất cả là như vậy là cô chú anh chị những cái sản phẩm máy body chuyên một mình cái bán một mình cái body của thằng đét tông thôi, thì nó sẽ có là bu lông 2-1 và bu lông đầu đặc và chuyên vít và kèm theo là thân của máy cắt gỗ. Thì như vậy thì giá hiện tại thì mình hồi nãy mình cũng nói rồi, thân body không bao ship 999.000 và thân cắt gỗ bao ship là giá hiện tại là mình bán là 1.250.000 sản phẩm giá bao ship. Và như vậy thì giá hiện tại là giá bao ship và anh chị được kiểm tra phụ kiện đi kèm đầy đủ của đại như mình giới thiệu. Và nguyên bộ nó thì là nguyên bộ là 2.500.000, nhưng mà trong cái chương trình này á, nếu như quý anh chị sử dụng nguyên bộ thì nó sẽ như thế này. Nguyên bộ là của thằng đét tông ấy đây ạ. Nếu về nguyên bộ bu lông của thằng đét tông thì nó sẽ gồm có là một thân body này, rồi hai pin này, một sạc này, một sạc nhanh này, kèm theo một dây này, kèm theo một phiếu bảo hành và một túi đựng. Thì nguyên bộ hiện tại thì trong cái chương trình mà bình thường thì mình bán là 2.500.000 thôi. Nguyên bộ nói nhá cả nhà là 2.500.000, nhưng mà trong cái chương trình hôm nay nếu như mà quý anh chị mà lựa chọn nguyên bộ á thì bình thường mình bán là 2.500.000, nhưng mà hôm nay trong cái chương trình này á thì mình sẽ giảm giá hết như vậy là trong cái mùa dịch này thì giá cực kỳ tốt là 2.300.000 là nguyên bộ, còn thân body không là 999.000. Thì đó là quý khách hàng anh chị không có pin nhái, không có những cái pin phổ thông thì phải mua nguyên bộ, còn nếu như mà có pin rồi thì chỉ cần mua cái body thôi. Đó là một cái giải pháp và rất là tiết kiệm chi phí cho tất cả là quý anh chị mua thân body của đét tông. Thì như vậy thì trong cái chương trình hôm nay á là mình cũng đã giới thiệu, mình cũng test máy rồi. Thì như vậy thì quý anh chị nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ máy xây dựng của Lê Minh, số điện thoại của mình là 0356617777 và 0385598888. Thì quý anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ máy xây dựng Lê Minh và đừng quên là hãy ấn cho mình một like và ủng hộ đăng ký kênh để mình review những sản phẩm mới hơn và giá cả tốt hơn để theo dõi những cái
review mới và những sản phẩm mới của bên máy xây dựng của Lê Minh. Thì quý anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ, và quý anh chị nào có những cái thắc mắc, có những ý kiến gì, có những cái bình luận gì thì hãy đóng góp và cho mình dưới cái comment, dưới cái bình luận. Một lần nữa thì mình xin được kết thúc video đây, và xin được chúc tất cả là quý anh chị cũng như là quý khách hàng trên cả nước là luôn luôn là mạnh khỏe, luôn luôn là bình an, và luôn luôn là gặp nhiều may mắn, và đặc biệt là nhanh chóng thoát khỏi cái mùa Covid này để như vậy là trở lại để làm việc bình thường, để cùng nhau xây dựng và cố gắng like ủng hộ kênh cho mình và giúp mình phát triển một cái kênh mạnh hơn, để về sau mình sẽ có những cái sản phẩm tốt hơn và giá cả tốt hơn. Và lần nữa thì mình xin được kính chào và gặp lại tất cả những quý anh chị những video lần sau. Xin chào và gặp lại.